Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thì. Trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung triển khai quán triệt tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay, như đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai quán triệt hướng dẫn số 99 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội, đồng thời tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội và thông tin tình hình thời sự trong nước, thế giới. Công tác an ninh mạng, phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng.